Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện cô Ly và mình là Ly. Với những bạn mà lần đầu đến với kênh YouTube Chuyện cô Ly thì Ly là một người sống sót sau ung thư. Ly đồng hành cùng với ung thư vú cũng được 5 năm nay rồi. Trên kênh YouTube của mình thì Ly đăng tải khá là nhiều nội dung review mặt nạ, review địa điểm ăn uống, travel và ngoài ra thì có một số thông tin cập nhật liên quan đến ung thư nữa. Mọi người hãy cùng ủng hộ kênh YouTube Chuyện cô Ly bằng cách là like, share và subscribe kênh YouTube Chuyện cô Ly nhá. Vậy là cũng đã tháng 10 rồi các bạn ơi. Tháng 10 thì với Ly nó mang rất là nhiều ý nghĩa. Tháng 10 thì Hà Nội đã thật sự bước sang mùa thu rồi. Với không khí se lạnh và hoa sữa thì ngào ngạt. Hà Nội mùa này là đẹp nhất trong năm luôn ấy. Tháng 10 cũng là tháng sinh nhật của Ly. Và tháng 10 cũng là tháng mà Ly lần đầu tiên nhận được tin là mình có đến 90% nguy cơ bị ung thư vú. Tháng 10 lại là tháng 10 hồng, tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú. Có rất là nhiều sự kiện đúng không nào? Và dĩ nhiên rồi là tháng 10 nên Ly lại càng muốn làm video về những cái thông tin liên quan đến ung thư vú. Nếu mọi người muốn Ly tìm hiểu về thông tin gì thì mọi người hãy bình luận ở phía dưới để Ly tìm hiểu và sẽ làm video nha. Nhưng mà hãy nhớ là yêu cầu Ly những cái thông tin mà liên quan đến chất lượng cuộc sống thôi ấy. Còn với những cái thông tin mà liên quan đến điều trị ấy, thì mọi người hãy hỏi bác sĩ chuyên khoa nhé. Và quay trở lại với lại chủ đề chính của ngày hôm nay thì Ly sẽ nói về việc tập thể dục thể thao. Tập thể dục nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Chắc là những cái câu nói kiểu như thế này ấy, thì mọi người đã nghe rất là nhiều rồi. Và Ly nghĩ là chắc là mọi người cũng nhận thức được việc đó. Và với cái câu chuyện mà nó quá là thường quy, nó quá là bình thường, kiểu không nói cũng biết như thế này ấy, thì sao Ly lại phải làm hẳn một cái video clip làm gì? À, vì là Ly đơn giản chỉ muốn nhấn mạnh hơn về tầm quan trọng của việc luyện tập thể dục thể thao với những người như Ly, những người mà đang đồng hành cùng với lại căn bệnh ung thư vú. Ở cái video clip này của Ly á, thì Ly sẽ đưa đến mọi người những cái thông tin về lợi ích thật sự của thể dục thể thao, những cái tác động của việc tập thể dục thể thao đến từng cái quá trình điều trị, cũng như là đối với lại chất lượng cuộc sống. Ly cũng sẽ đưa ra một số cái tips và lưu ý tập luyện ở từng giai đoạn. Vậy nên á, mọi người hãy cùng đi đến cuối video với Ly nhá. Có hàng trăm, hàng nghìn lợi ích từ cái việc luyện tập thể dục thể thao. Đây này, để Ly chỉ ra nhá. Cái việc mà trong luyện tập thể dục thể thao ấy thì bạn sẽ có thể giảm nguy cơ ung thư của mình này. Tập thể dục thường xuyên làm giảm nguy cơ ung thư vú tái phát, cũng như là giảm nguy cơ từng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Tập thể dục cũng có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết, phổi và tử cung. Việc tập luyện thể dục thể thao đều đặn thì bạn sẽ có thể duy trì cân nặng hợp lý này. Tập thể dục thường xuyên có thể giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý bằng cách là xây dựng cơ bắp và đốt cháy cái chất béo. Phụ nữ thừa cân và béo phì ấy thì có nguy cơ bị chẩn đoán ung thư vú cao hơn so với lại những phụ nữ duy trì cân nặng hợp lý, đặc biệt là sau khi mãn kinh. Thừa cân cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú tái phát ở những phụ nữ đã mắc bệnh. Các bạn có thể hiểu đơn giản như thế này nhé, là các tế bào mỡ thì sẽ tạo ra estrogen này. Tế bào mỡ thừa có nghĩa là nhiều estrogen hơn trong cơ thể. Và estrogen thì có thể làm cho cái ung thư vú dương tính với thụ thể hormone phát triển và tăng trưởng. Tập luyện thể dục thể thao cũng có thể giúp cho các bạn gặp ít tác dụng phụ hơn và ít nghiêm trọng hơn khi mà trong quá trình điều trị. Nghiên cứu cho thấy rằng là tập thể dục ấy có thể làm giảm buồn nôn trong quá trình hóa trị này, cải thiện cái lưu lượng máu đến chân và giảm nguy cơ đông máu, giảm táo bón bằng cách là kích thích tiêu hóa và hệ thống đào thải, khơi dậy ham muốn tình dục của bạn và nâng cao cái sự kích thích của bạn, giảm mệt mỏi do bức xạ hoặc là hóa trị liệu gây nên. Đã có những cái nghiên cứu cho thấy rằng là cái việc tập thể dục ấy có thể cải thiện khả năng sống sót cho những cái người sống sót sau ung thư. Một phần của điều này là do cái việc tập luyện thể dục thể thao ấy giúp cho những người mà sống sót duy trì cái cân nặng hợp lý. Việc tập luyện thể dục thể thao cũng sẽ mang lại cho bạn nhiều năng lượng hơn. Mệt mỏi là những cái tác dụng phụ mà nhiều phụ nữ mắc phải trong và sau khi mà điều trị ung thư vú. Tập thể dục thường xuyên ấy thì có thể tăng cường cái sức bền của các bạn và giúp cho tim này, phổi này của các bạn hoạt động hiệu quả hơn nữa và mang lại cho các bạn nhiều năng lượng hơn trong công việc mỗi ngày. Còn nữa nhá, là các bạn sẽ có khả năng di chuyển tốt hơn này, cái mô sẹo hình thành sau khi mà phẫu thuật này và tái tạo hoặc là bức xạ ung thư vú ấy, thì có thể khiến là cái cánh tay này và cơ vai bị căng và cứng và khó chuyển động, đúng không? Thì cái việc không sử dụng cái cánh tay và vai nhiều sau khi mà điều trị ấy, thì cũng có thể khiến các cơ ở những cái vùng đó mất đi cái tính linh hoạt. Theo thời gian thì các bài tập kéo giãn có thể cải thiện bất kỳ cái vấn đề về chuyển động nào mà các bạn có thể gặp phải ở cái phần cánh tay và vai. Tập luyện thể dục thể thao ấy thì còn mang lại cái đường nét cơ thể được đẹp hơn và khỏe hơn. Cái việc mà nhu cầu về cái việc đẹp đối với phụ nữ thì lúc nào cũng là số 2 sau cái việc khỏe là số 1, đúng không nào? Bản thân Ly cũng thế thôi. Và mọi người hãy luôn nhớ rằng là khi mà hầu hết mọi người già đi ấy, thì mọi người sẽ có xu hướng mất cơ và tăng mỡ. Cái việc mà hóa trị hoặc là các loại thuốc điều trị nội tiết tố thì có thể đẩy bạn vào cái thời kỳ mãn kinh đột ngột. Và điều này thì khiến cái khối lượng cơ sẽ giảm rất là nhanh. Và các bài tập rèn luyện sức bền có thể giúp các bạn đảm bảo là các bạn có nhiều cơ hơn mỡ. Việc tập luyện thể thao còn giữ cho xương của bạn được khỏe mạnh hơn. Khi mà các bạn già đi, các bạn sẽ bị mất đi khối lượng xương. Nếu mà các bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, thì cái việc duy trì xương khỏe mạnh là cái điều mà đặc biệt là quan trọng đối với lại các bạn luôn ấy. Nghiên cứu cho thấy rằng là một số các phương pháp điều trị ung thư vú có thể dẫn đến cái quá trình mất xương hay được gọi là cái quá trình loãng xương ấy. Thêm vào đó thì phụ nữ ấy thì thường có nguy cơ mắc bệnh loãng xương cao gấp đôi nam giới, mà đặc biệt là những cái phụ nữ mà sau cái tuổi 50 ấy. Thì các bài tập thể dục thể thao có trọng lượng chẳng hạn như là chạy bộ này hoặc là đi bộ và rèn luyện sức mạnh ấy thì có thể làm chậm cái quá trình loãng xương của mình lại đó. Cái việc tập luyện thể dục thể thao nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân. Đối với lại những cái trường hợp mà chẩn đoán ung thư vú ấy, thì có thể khiến cho một số phụ nữ cảm thấy là sợ hãi, chán nản và vô cùng lo lắng. Đi nghĩ là cái việc đấy là không phải là một số đâu mà là rất nhiều, hầu hết luôn. Thì cái việc tập thể dục thể thao có thể giúp nâng cao tinh thần của mọi người, của các bạn, ngăn ngừa cái chứng trầm cảm và nâng cao lòng tự trọng của các bạn. Cái việc hoạt động thể chất ý, thì kích thích giải phóng các chất hóa học trong não như là endorphin này, có thể khiến bạn cảm thấy là hạnh phúc hơn và thư thái hơn. Và bạn cũng có thể cảm thấy là tốt hơn về bản thân mình. Và đặc biệt là cái ngoại hình nó đẹp hơn ý, nó tốt hơn ý, thì nó cũng sẽ giúp mình cảm thấy là mỗi khi mà mình nhìn vào gương, mình nhìn thấy một người phụ nữ khỏe mạnh, săn chắc, thì cái cảm giác lúc đấy nó rất là vui vẻ và nó sẽ cảm thấy nó rất là hạnh phúc ý, và nó sẽ đẩy lùi bớt những cái lo lắng ý mà các bạn đang mang. Việc tập luyện thể dục thể thao thì nó cũng sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn. Nếu mà các bạn đang phải vật lộn với chứng mất ngủ hoặc là thức dậy nhiều vào ban đêm thì cái việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên có thể giúp bạn đi vào cái giấc ngủ một cách nhanh chóng và ngủ sâu hơn. Và các bạn cũng sẽ bớt căng thẳng hơn nhiều đấy. Bất kỳ một loại hình tập thể dục thể thao nào cũng có thể giúp bạn xua tan căng thẳng. Bên cạnh cái việc thúc đẩy sản xuất endorphin trong não thì tập thể dục thể thao ấy nó cũng có thể là coi như là một loại thiền, bằng cách là chỉ tập trung vào một nhiệm vụ. Ví dụ như là bạn chạy đi thì các bạn chỉ tập trung vào các bạn chạy thôi, đúng không? Hoặc là các bạn khiêu vũ đi thì các bạn chỉ tập trung vào cái việc là các bạn đang khiêu vũ. Hoặc là bất cứ một cái điều gì các bạn đang làm thì bạn cũng có thể nhận thấy rằng là mình đã quên đi những cái phiền toái, những cái phiền muộn trong ngày, và các bạn đang chuyển sang cái trạng thái là tâm trí mình bình tĩnh và sáng suốt hơn. Và tất nhiên là khi mà các bạn đã có một cái quy trình tập luyện thể dục thể thao đều đặn, hợp lý và được kết hợp với một cái chế độ ăn uống lành mạnh thì các bạn chắc chắn nha, Ly khẳng định là chắc chắn sẽ có một cơ thể đẹp hơn, một sức khỏe tốt hơn và một chất lượng cuộc sống được nâng cao. Thì mọi bệnh tật cũng sẽ run sợ trước các bạn mà thôi. Và những cái câu hỏi mà Ly thường được nhận đó là nên tập bộ môn gì, hay tập vào buổi sáng, buổi chiều, hay là tập bao lâu thì được? Câu trả lời đấy là có rất nhiều loại hình thể dục thể thao mà mọi người có thể lựa chọn, như là đi bộ này, chạy này, Pilates này, yoga này, đạp xe này, bơi lội này, thậm chí là cả tập gym các bạn cũng tập được luôn. Tất cả các loại hình thể dục thể thao, miễn sao là các bạn cảm thấy là mình thích cái bộ môn đó và mình có thể tập đều là được. Và dù với loại hình thể dục thể thao nào ấy thì các bạn cũng nên bắt đầu với những cái bài tập nhẹ nhàng trước. Sau đó thì mình hãy tăng dần cái khối lượng của bài tập lên. Hãy để tâm và lắng nghe cơ thể mình để biết là mình nên dừng lại đúng lúc. Đừng ép cơ thể làm việc giống như những người bạn đồng bệnh khác. Mỗi người ấy thì đều có một cái giới hạn khác nhau. Có thể là bạn cũng sẽ đạt được cái điều mà người đồng bệnh khác đang làm được, nhưng mà với cái thời gian dài hơn. Vậy nên hãy kiên trì từng chút một, cho phép cơ thể thích nghi dần dần. Đặc biệt là với những ai mà đang trong quá trình điều trị ý, thì hãy lựa chọn những cái bài tập nó nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như là các bạn đi bộ nhẹ nhàng chẳng hạn. Cơ thể vận động nhưng cũng cần thư giãn và nghỉ ngơi sau những cái toa thuốc và những cái lần bức xạ. Vậy thời gian tập như thế nào là đủ? Nếu mà các bạn đang trong quá trình điều trị ý, thì các bạn có thể tập là 30 phút một ngày thôi và tập 4 đến 5 ngày trong tuần. Hãy chia nhỏ thời gian tập luyện của bạn ra, có thể là 15 phút vào buổi sáng và 15 phút vào buổi tối. Cơ thể các bạn đang rất mệt bởi những toa thuốc, bởi những cái bức xạ, nên đừng ép nó làm quá sức trong một thời gian dài. Còn đối với những ai đã điều trị xong thì hãy thử tham khảo khung thời gian như sau nhé. Đối với người lớn từ 18 đến 64 tuổi thì mục tiêu là 150 đến 300 phút, nghĩa là tầm khoảng độ 2 tiếng rưỡi đến 5 giờ hoạt động thể dục với cường độ trung bình, hoặc là từ 75 đến 150 phút, tức là lên đến khoảng độ 2 tiếng rưỡi hoạt động thể chất cường độ cao mỗi tuần. Cố gắng là thực hiện các hoạt động tăng cường cơ bắp ít nhất là 2 ngày mỗi tuần. Với những người mà cao tuổi hơn là từ 65 tuổi trở lên thì cố gắng là dành ít nhất là 30 phút hoạt động thể chất ở cường độ vừa phải trong hầu hết các ngày trong tuần, tốt nhất là tất cả các ngày. Cố gắng vận động hàng ngày bằng nhiều cách nhất có thể, thực hiện một loạt các hoạt động thể chất kết hợp với lại thể lực này, sức mạnh và sự cân bằng và tính linh hoạt. Vậy tập buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều thì hợp lý? Với những ai mà đang trong quá trình điều trị thì như Ly đã vừa mới nói, đó là mình hãy chia nhỏ cái thời gian luyện tập đi. Hãy tập bất kể khi nào mà mình thấy là cơ thể mình bớt mệt. Còn với những người đã điều trị xong thì buổi sáng là thời gian rất là thích hợp cho việc giảm cân, đốt mỡ, đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, cung cấp cái nguồn năng lượng và tinh thần sảng khoái cho các hoạt động tiếp theo ở trong ngày. Cái khung giờ trước bữa trưa 30 phút là khung giờ phù hợp để vận động giúp cơ thể dẻo dai hơn sau một buổi sáng làm việc. Khung giờ trước khi ngủ trưa 20 phút là thời gian lý tưởng cho những cái bài tập nhẹ nhàng sau bữa ăn trưa. Nếu mà các bạn đi ngủ luôn ý, ngay sau khi mà ăn trưa xong thì rất là dễ đến cái tình trạng thức ăn không được tiêu hóa hết, cơ thể bị trì trệ và làm tích lũy mỡ thừa. Ngoài ra là nếu mà kéo dài cái thói quen này ý, thì sẽ gây ra cái hiện tượng khó tiêu, ợ chua và nặng hơn thì là sẽ viêm loét dạ dày. Sau bữa tối thì là thời gian mà đa số dân văn phòng lựa chọn để tập luyện. Ly cũng lựa chọn cái khung giờ này mọi người ạ. Nhiều người nói thì tập luyện vào cái khung giờ muộn như thế thì không tốt ý, nhưng mà theo y học Trung Quốc thì tập thể dục thể thao vào buổi tối không chỉ làm giảm căng thẳng mà còn đốt cháy mỡ thừa hiệu quả nữa. Vào buổi tối sau khi mà cơ thể đã nạp đủ cái chất dinh dưỡng ấy, thì bạn có thể tập những cái bài tập nặng như là chạy bộ này, thể dục nhịp điệu này và nâng tạ. Nhưng mà có một cái lưu ý này là đối với lại những cái bạn mà muốn tập các bài tập cường độ cao ấy thì nên tập sau bữa ăn tầm khoảng độ 2 tiếng. Với lại những cái bài tập vừa phải thì nên tập sau bữa ăn 1 tiếng. Còn những cái bài tập nhẹ nhàng ấy thì nên tập sau bữa ăn khoảng độ 30 phút. Tránh tập thể dục ngay sau khi mà vừa ăn tối thì sẽ gây ra một số vấn đề về đường tiêu hóa như là đau thắt bụng này, buồn nôn, đầy hơi, trào ngược và nôn mửa, thậm chí là dẫn đến cái tình trạng là tiêu chảy nữa. Với những cái lợi ích mà Ly vừa nhắc đến ý, thì còn chần chờ gì nữa mọi người, hãy nhấc mông lên và đi tập thể dục ngay thôi nào. Về những cái thông tin liên quan đến tập luyện ý, thì còn khá là nhiều lắm ý. Mà Ly thấy là video này thì đã hơi dài rồi mà cũng rất là nhiều thông tin rồi. Vậy nên là Ly sẽ dừng cái video clip của mình tại đây. Video tiếp theo thì Ly sẽ đi vào chi tiết hơn với từng giai đoạn nha. Mọi người hãy nhớ quay lại với Ly nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người. Trước khi mà rời kênh của Ly ấy, thì mọi người hãy like và chia sẻ cái video clip này nhé, đến những cái người cần ấy. Nếu ai chưa đăng ký kênh của Ly thì hãy nhấn nút đăng ký này, nhấn luôn nút chuông bên cạnh nút đăng ký để có thể sẽ nhận được cái thông báo khi mà Ly ra những cái video clip mới nhất. Bye bye, love ya.